đây các trình bày bạn chỉ cơ một Lại Xuân thì Nguyên Hải Phòng vào viện là lúc 15:40 ngày 15/11/2021 khi cần báo tin cho em trai điện thoại 0865 640 0548. Lý do bệnh nhân vào viện là đi ngoài phân lỏng té nước ngày thứ 14 của bệnh. Bệnh sử khoảng 14 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân sau khi ăn ốc ở quán bên đường 30 phút thì xuất hiện đi ngoài phân lỏng khoảng 45 lần trong trên ngày, mỗi lần khoảng 200 ml phân lỏng té nước màu nâu đen, có lẫn nhiều bọt, không lẫn nhảy máu, mùi tanh, kèm theo đau hố trọng hai bên, đau mỉ cả ngày đi đại tiện xong đỡ đau. Ngoài ra bệnh nhân có ho thú tháng, cảm giác trắng dính khoảng 1 ml trên 24 giờ. Ngoài ra bệnh nhân sụt 4 đến 5 kg trên một tháng, mệt mỏi nhiều, ăn uống bình thường, không sốt, không nôn, không buồn nôn, tiểu tiện bình thường. Ở nhà bệnh nhân có uống thuốc là Lovan nhưng không đỡ và được người nhà đưa vào viện. Bệnh nhân vào khoa bệnh nhiệt đới được chẩn đoán là tiêu chảy kéo dài nhiễm trùng HIV, được điều trị truyền dịch kháng sinh và chống tiêu chảy. Hiện tại sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân đi ngoài phân lỏng 4 lần trong 24 giờ, nhiều nước, không đau bụng, còn ho thông thoáng thì khoảng khá ít đờm trắng dính khoảng 0,5 ml trên 24 giờ, ăn uống được, tiểu tiện bình thường, không nôn không sút. Về tiền sử thì bệnh nhân lao của 15 năm trước đã điều trị khỏi HIV 13 năm, điều trị đều bằng thuốc Agriptega nhân 1 viên ngày uống lúc 8 giờ tối, điều trị đều. Và được bệnh nhân trước đó đã được chuyển phác đồ và dùng cái phác đồ Agriptega này được 1 tháng. Trước đó là bệnh nhân dùng phác đồ ABC cộng 3TC cộng ESV tại phòng khám OPC của bệnh viện Việt Tiệp và lý do chuyển thì không rõ. Viêm gan virus C phát hiện 1 tháng trước tại phòng khám OPC bệnh viện Việt Tiệp và chưa được điều trị. Trước đó thì bệnh nhân đã bị tiêu chảy nhiều lần vào viện 2 lần vào năm 2015 hay và 2018 và được chẩn đoán là viêm đại tràng mãn tính. Ngoài ra gia đình thì không có ai mắc bệnh tương tự. Về dịch tễ thì bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vaccine Verocell và bệnh nhân tiêm trích ma túy từ năm 2004 đã cai và bệnh nhân có dùng chung viên kim tiêm. Về khám thì toàn thân bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da sạm niêm mạc nhợt, thể trạng suy kiệt, không phù, không xuất huyết dưới da, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sở thấy, mạch là 85 lần trên phút, huyết áp 110 đến 60, nhiệt độ 36,8 độ C. Cân nặng của bệnh nhân là lúc vào viện là 32 cân. Về bộ phận thì tiêu hóa, bụng mềm, không trướng, không sờ u cục, không có điểm đau khu trú, gan lách không to, hô hấp lồng ngực hai bên cân đối, di động đều trên nhịp thở, thì gặp phải nang giảm, gian ẩm rải rác hai bên phổi, tuần hoàn thì màu tim đập khoan lên 5 thì sẽ còn trái, tiếng tim một T2 đều rõ, không có tiếng tim bệnh lý, thần kinh thì không liền thần kinh khu trú, hội chứng mẩn đau tính, thận biến đạo sinh dục thì hố thận hai bên không đầy, chạm thận và mạch thận âm tính, và các cơ quan khác khám chưa phát hiện bệnh lý. Về cận lâm sàng thì xét nghiệm thì có hồng cầu là 3,74 kg trên lít, giảm hemoglobin là 123 gram trên lít, giảm HCT là 0,379 trên 0,379, giảm bạch cầu là 4,9 bình thường, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính là 65,3% bình thường, thì là bạch cầu lipo 28,6% bình thường, tiểu cầu là 87 gram trên lít, giảm CRP định lượng là 1 mg trên lít bình thường, ure là 9,8 mmol trên lít tăng. Về men gan thì có AST là 242,7 U trên lít, ALT là 79,7, GT là 238,4, đều tăng. Đo thể lượng virus HCV của bệnh nhân là 99.900 U trên lít. Natri máu của bệnh nhân là 129,3 mmol trên lít và clo là 90,5 mmol trên lít, cả hai đều giảm. Bệnh nhân được nội soi đại trực tràng là có kết quả là giãn tĩnh mạch trực tràng và trĩ nội độ 2. Nhận soi trực tiếp AB thì âm tính 2 mẫu. Nuôi cấy định danh bệnh phẩm phân bằng phương pháp thông thường thì chưa kết quả. X-quang ngực thẳng có nốt đậm độ vôi rải rác, hạ đòn hai bên, xương giãn phổi hai bên. Bệnh nhân soi đáy mắt thì kết quả là xuất huyết dưới thiên mạc và thoái hóa đáy hắc mạc.
tóm tắt bệnh án thì bệnh nhân nam 60 tuổi vào viện vì đi ngoài phân lỏng té nước ngày thứ 14 của bệnh. Có hỏi và khám thấy thì tiền sử bản thân là viêm đại tràng mãn tính 6 năm không điều trị, không không điều trị sau của 15 năm trước đã điều trị khỏi. HIV 13 năm điều trị bằng Abiraterone được chuyển ba phác đồ chưa rõ nguyên nhân. Một tháng trước được chuyển ba phác đồ ABC cộng 3DC cộng FV tại phòng khám OBC bệnh viện Tiệp. Một tháng trước kể thì chức ma túy từ năm 2004 đã cai và có dùng chung bơm kim tiêm. Gia đình chưa hay phát hiện là mắc ung thư C. Khám thì bệnh chung thì bệnh nhân tỉnh tiêu sốc tốt, mạch cáo 5 lần trên phút huyết áp cho 20-70 mm thủy ngân. Nếu mất nước âm tính, hội chứng suy mòn thì sụt, bệnh nhân sụt 4-5 cân trên một tháng, là trên 10% trọng lượng cơ thể. Tiêu chảy 14 ngày, mệt mỏi kéo dài. Hội chứng nhiễm trùng âm tính, hội chứng thiếu máu, bệnh nhân có da sạm như mặt nhạt, có lượng máu là hồng cầu 13,14 g/L. Hemoglobin là 123 g trên lít và HCP là 0,39, tất cả đều giảm. Chính xác nhất là bệnh nhân xuất hiện máu có 10 lít, BT% thì bệnh nhân chưa được làm. Về triệu chứng tiêu hóa thì bệnh nhân có đau vì vùng hỗ trợ hai bên, tiêu chảy mãn tính kéo dài 14 ngày, phân lỏng té nước lẫn nhiều bọt, không lẫn nhảy máu mùi tanh, bụng mềm không chứa ấn tức hỗ trợ trái, cận sàng siêu âm ổ bụng bình thường với phân chứa kết quả ở sau trực tràng thì bệnh nhân có giãn tĩnh mạch trực tràng trí nội. Trí nội độ 2. Triệu chứng hô hấp thì bệnh nhân có ho thúng thắng, càng đờm trắng dính khoảng 1 ml trên 24 giờ. Thì hợp phía đang giảm da nằm rải rác hai bên phổi. X quang có nốt đậm. Độ vi rác bằng hai bên đã soi điện soi AB bằng các đường quang 2 lần thì đều cho kết quả tính. Hội chứng hủy hoại tế bào gan có AST, ALT, GRT đều tăng. Và hội chứng suy gan âm tính, hội chứng tăng áp lực tế ngoài cửa âm tính, hội chứng vàng da tắc mật âm tính. Về xét nghiệm thì có bệnh nhân có anti-HCV dương tính, tải lượng virus là 99.900 mu trên ml. Hóa sinh máu thì bệnh nhân có cre, ure và ure tăng và cre là bình thường, natri giảm và clo giảm, nước tiểu bệnh nhân bình thường. Hiện tại sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân đi ngoài phân lỏng khoảng 5-6 lần trên ngày, nhiều nước màu vàng rồi chuyển sang màu nâu đen sau khi uống ARV, không đau bụng, còn ho thúng thắng thì và khám được đờm trắng dính khoảng 0,5 ml trên 24 giờ. Ăn uống được không nôn không sốt thì cũng bình thường. Về chẩn đoán thì em chẩn đoán là bệnh nhân tiêu chảy kéo dài, theo dõi lao phổi cũ tái phát, viêm gan C mãn tính trên HIV lâm sàng 4, chẩn đoán phân biệt là viêm phổi do PCP, viêm phổi do vi khuẩn và lao phổi. Các xét nghiệm cần làm thêm là công thức làm lại bệnh nhân, làm lại công thức máu sinh hóa sinh máu và giải thích nốt đờm và các dị tính lồng ngực. Điều trị thì ban đầu thì bệnh nhân được truyền dịch natri clorid 0,9% 500 ml để nhân một chai trên lần, nhân 2 lần trên ngày, truyền tĩnh mạch 40 giọt trên phút sáng chiều, quinolox ciprofloxacin nhân 2 lọ trên ngày, pha truyền tĩnh mạch 30 giọt trên phút 1 lọ trên lần, nhân 2 lần trên ngày sáng chiều. Viên uống Amiran 600 mg một viên lúc 8 giờ tối. Viên uống Abacavir 300 mg một viên lúc 8 giờ tối. Lamivudine 150 mg một viên lúc 8 giờ tối. Debridat 100 mg 4 viên trên ngày, uống 2 viên trên lần và 2 lần sáng tối. Sáng ngày 23 tháng 11 thì bệnh nhân được điều trị là truyền dịch 5 natri natri clorid 500 ml nhân một chai trên lần, nhân 2 lần trên ngày, truyền tĩnh mạch 40 giọt trên phút sáng chiều, ciprofloxacin truyền tĩnh mạch 30 g 30 giọt trên phút nhân 1 lọ trên lần, nhân 2 lần trên ngày sáng chiều, gluconazole 200 mg nhân 1 viên trên lần, nhân 2 lần trên ngày uống sáng chiều, metronidazole 250 mg nhân 4 viên trên ngày uống sáng chiều, và có thêm Smetana 3 g một gói trên lần, đến 3 lần trên ngày, uống sáng chiều tối. Với tiên lượng gần thì bệnh nhân
Tiếp gần thì dè dặt là tiên lượng xa, thì dè dặt về phòng bệnh thì bản thân thì bệnh nhân uống thuốc đều đặn theo đơn, tái khám định kỳ, nâng cao thể trạng, tập vận động cường độ nhẹ hàng ngày, dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung đa dạng các nhóm thức ăn, uống nhiều nước. Gia đình thì sàng lọc HIV/HCV cho các thành viên khác trong gia đình và không sử dụng chung các dụng cụ sinh hoạt, nhằm tránh lây nhiễm như là dao cạo râu, bàn chải, đánh răng. Em xin hết ạ. Chuẩn nói cùng với nhất là gì anh? Chẩn đoán cuối cùng của bệnh nhân là tiêu chảy kéo dài, theo dõi lao phổi cũ, tái phát viêm gan C mãn thì bệnh nhân HIV giai đoạn lâm sàng 4. Tiến trình điều trị cho đến thời điểm này sao? Hiện tại thì bệnh nhân vẫn còn đi ngoài, vẫn còn đi ngoài nhiều lần trên ngày, phân vẫn nhiều nước màu vàng, không còn đau bụng, bệnh nhân vẫn đôi khi vẫn còn ho thỉnh thoảng, có cả đờm, lượng ít, ăn uống bệnh nhân vẫn ăn uống được, không nôn không sốt, điều kiện thì mình thấy. Cho đến thời điểm hiện tại là mình đi ngoài bao nhiêu ngày rồi? Hôm nay là 25, học ngày 14, 25, hơn 10 ngày rồi. Ngày cộng với thời gian diễn biến của bệnh nhân ở nhà thì tổng thời gian bệnh nhân bị chảy đến là bao nhiêu ngày? Là 25, 2 tuần, 4 ngày. Đấy là tính từ lần này là 14, cộng với 11 là 25. Bệnh nhân bắt đầu có tiêu chảy cho đến thời điểm này. Là 25 ngày. 25 ngày Vâng. đúng không? Hỏi kỹ cái này bởi vì nó liên quan đến phần là chúng ta quyết định để chẩn đoán xem là nó là một cái tiêu chảy cấp tính, tiêu chảy kéo dài hay là tiêu chảy mãn tính đúng không ạ? Cái tiêu chảy chúng ta định nghĩa về số lượng phân, số lượng lần đi ngoài và đặc biệt thời gian. Về thời gian thế nào người ta gọi là tiêu chảy kéo dài? Em thấy là thời gian là bệnh nhân tiêu chảy trên 14 ngày Tiêu kéo dài. chảy mãn tính. Tiêu chảy mà tính Định nghĩa thế nào tiêu chảy mãn tính? mãn tính là tiêu chảy trên 4 tuần. Trên 4 tuần đúng không? Về mặt định nghĩa người ta trước kia là về mặt định nghĩa về tiêu chảy đã, nó phải là cái số lượng phân nó nhiều lần trên Nhiều ít lần lần trên ngày đúng không? Hoặc là trên bao nhiêu gram? trên 200 g, Trên 200 200 phân gram. là 200 g. Là con số về bao nhiêu gram nó cũng có một cái chuẩn ở đó. Có người thì có nơi thì họ định nghĩa là trên 200, có nơi thì định nghĩa là trên 300. Nhưng mà chúng ta cứ lấy cái mốc khoảng 200 cho nó an toàn, trên 200 g một ngày đúng không? Và trên 3 lần một ngày thì dựa theo mốc thời gian người ta chia ra là tiêu chảy cấp tính diễn biến dưới 2 tuần, thì tiêu chảy kéo dài từ 2 tuần cho đến tháng. Trên tháng thì cũng nghĩa là tiêu chuẩn là tiêu chảy kéo dài, tiêu chảy mãn tính. Ok, với bệnh nhân này thì đã được điều trị, chúng ta được tầm soát cái căn nguyên và điều trị thì cũng bao vây khá là nhiều đúng không, mà bệnh nhân vẫn không không suy giảm, không suy giảm tình trạng kéo dài tiêu chảy như vậy. Về chẩn đoán đồng ý với bạn là nó có, chúng ta chẩn đoán là một cái nhiễm trùng lao lâm sàng 4, chúng ta áp theo đúng cái tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới đúng không, là có xuống trên 10% trọng lượng kèm theo tiêu chảy mãn tính đúng không ạ? Thì bệnh nhân này được xếp vào giai đoạn tầm 4, đồng ý. Chúng ta thấy một ca rất là rõ, mặc dù bệnh nhân có điều trị ở đây đúng không? Mặc dù bệnh nhân không có một cái nhiễm trùng cơ hội khác, nhưng bệnh nhân có một cái tổn thương, có một cái bệnh, tình trạng bệnh lý là tiêu chảy kéo dài và người sút cân. Chúng ta vẫn có thể xếp vào giai đoạn tầm 4 được. Nhưng không nhất thiết là phải có một cái nhiễm trùng cơ hội nào nó gây gớm về nó đe dọa tính mạng cả. Đúng không? Và bệnh nhân này em có nói là cái thời gian ở cái khởi phát ở cái tiêu chảy kéo dài nó liên quan đến chuyện bệnh nhân đi ăn ốc đúng Đúng rồi. không?
Nếu như là một cái tình trạng tiêu chảy của do ăn ốc như vậy, chúng ta có thể nghĩ những căn nguyên nào? Em thế này là có thể nghĩ đến căn nguyên ví dụ như là vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng. Cụ thể hơn, như là mình cụ thể hơn là chính xác là cái loại, là cái tên của cái chủng vi khuẩn đó là cái gì. Nếu mình chỉ nói chung chung là vi khuẩn, nó có rất nhiều vi khuẩn, chúng một loại, nấm có rất nhiều loại. Ăn ốc có thể liên quan đến ăn cái đồ hải sản nói chung hay là cái đồ hạt thủy sản nói chung, có thể liên quan đến căn nguyên nào nhỉ? Có thể là Salmonella Enterobacter. Bacteria rồi. Có thể có nhiễm cả amip với nhóm ký sinh trùng đúng không? Như vấn câu hỏi đặt ra đây là bệnh nhân đã được nhập viện và được chẩn đoán rất nhiều bằng được điều trị bao vây rất nhiều hướng đúng không? Em có thể quay trở lại cái slide có cái phần điều trị không ạ? Như điều trị bằng kháng sinh nhóm ciprofloxacin, điều trị bằng theo hướng nấm, nấm này là trên 2 ngày, rồi điều trị bằng kháng sinh nhạy cảm với cái nhóm vi khuẩn ký khí và ký sinh trùng đúng không? Chúng ta thấy là chúng ta đều bao vây cả các cái vi khuẩn ký khí, ký sinh trùng và cả nấm nữa, nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện đúng không? Câu hỏi đặt ra là liệu như bệnh nhân này có căn nguyên nào khác không? Đấy, ngoài những căn nguyên do vi khuẩn, nấm, virus mà chúng ta vừa liệt kê ra đó, thì chúng ta còn có thể nhìn những căn nguyên khác. Thể làm bệnh lý về thần kinh hoặc là gì đấy, kiểu như là Mình nghĩ về có rối loạn làm chức tăng năng. nhu động ruột đấy, rối Ừ, loạn rối loạn thần kinh. chức năng, rối loạn cái vận động của hệ tiêu hóa đúng không ạ? Vâng. Hoặc là có tổn thương thực thể do một căn nguyên nhân khác. Thực thể do nguyên nhân khác có thể liệt kê ra là gì ạ? U U tổn thương hoặc do là u khi ngồi ngay tại cái hệ thống tiêu hóa trên cái đường trên cái đại tràng đúng không, hoặc là vâng. u bên ngoài sẽ đấy, hoặc là u ở cái mạch treo, rồi có thể tổn thương khác là cái tổn thương viêm hạch, cái hạch mạch treo, hoặc là bản thân các cái mảng Vâng. mảng be. Không, tổn thương khác nữa là rất dễ, có một cái loại bệnh lý khác nữa rất dễ gặp tiêu chảy, đó là cái tổn thương do cái phức hợp mà lao vô hiển hình cái mắt ấy, MRC. Nhiều hơn trên bệnh nhân này mình nhiều mình có nghĩ mắt không, theo em có nghĩ mắt không? Em cũng nghĩ là em cũng nghĩ đến cái đấy, Tại sao? bởi vì là bệnh nhân có cái HIV thì những người mà bị HIV thì có thể là có nguy cơ bị nhiễm cái con MRSA mắc đấy. Mycobacterium avium complex, Như cái đó là chính là cái phức hợp mà chỉ còn lao không điển hình. Nhưng ở trên bệnh nhân này thì đồng ý là có bệnh nhân có HIV, nhưng có một cái vấn đề là bệnh nhân được điều trị ARV khá là đều đặn nữa ạ. Và cái mắc thì sẽ gặp ở thường thì sẽ gặp giai đoạn nào, giai đoạn ở cái thời điểm tình trạng miễn dịch như thế nào giai đoạn lâm sàng 4. nhỉ? Khi mà có đó thì người ta chẩn đoán giai đoạn sàng 4, nhưng mà cái tình trạng miễn dịch khi đó là thế nào? Là cái CD4 nó rất là thấp đúng không? Vâng, rất là CD4 ở dưới 100, dưới 50 gì đó thì người ta có thể bị cái mắc cái nhiễm cái phức hợp vi khuẩn lao vô hiển hình này. Thì em thử nghĩ xem là cái đối với những này mình có nghĩ cái mắc không? Bệnh nhân này có một lần thay đổi cái tác đồ điều trị ARV đúng không? Lý do tại sao? Dạ. Bệnh nhân kể là uống cái đợt đấy hình như là uống xong rồi bệnh nhân cảm thấy kiểu như là loét miệng rồi thì là toàn loét trên da ấy. Thế là bệnh nhân được hình như là được từ chuyển từ bệnh viện Thủy Nguyên lên
Việt Tiệp để rồi thì ở trên đấy thì ở Việt Tiệp thì được bệnh nhân được đổi thuốc luôn đấy. Em cũng kiểu như là em cũng cố gắng hỏi xem là chú ấy có cầm cái sổ sổ cái sổ khám ấy đi không, nhưng mà chú bảo là cái sổ cũ thì chú vẫn tìm, chú không có sổ mới nữa. Cái này cũng khó đúng không? Mình cũng không có thông tin gì về cái điều trị đấy. Nhưng ở đây có một cái yếu tố mà tôi có thể đặt ra ở đây, đó là bệnh nhân sử dụng cái phác đồ đầu tiên của bệnh nhân là sử dụng có TDF và sử dụng trong thời gian kéo dài như vậy, liệu rằng là có một cái tổn thương thận nào do cái TDF gây ra hay không, cái tenofovir mà dẫn đến bệnh nhân bắt buộc phải đổi phác đồ sang ABC, BTC, ENV. Cái Akip TPA thì có tenofovir, khả năng cao là như có thể đây một cái lý do. Nhưng mà quay trở lại câu hỏi là nếu ở bệnh nhân này mình có nghĩ đến mắc hay không, bởi vì bệnh nhân này có một cái thất bại về mặt lâm sàng miễn dịch hay không? Đứng trước một cái tình trạng tiêu chảy kéo dài nó rất khó, nó sẽ rất khó cho chúng ta chẩn đoán, bởi cái nguyên nhân mà cái dẫn đến cái tiêu chảy đấy nó có rất là nhiều đúng không? Chúng ta vừa liệt kê ra đấy, hoặc là có thể là nguyên nhân nhiễm khuẩn, hoặc là có thể rối loạn chức năng hay rối loạn chức năng của hệ thống tiêu hóa, hoặc là những cái tổn thương chèn ép các khối tại đường tiêu hóa hoặc là bên ngoài đường tiêu hóa gây ra cái tình trạng rối loạn như vậy đúng không? Không hề dễ một chút nào nhưng ở đây chúng ta khi mà điều trị chúng ta sẽ phải loại trừ dần thôi, chẳng hạn như là bệnh nhân được sử dụng cái phác đồ điều trị tấn công hay là cái phác đồ trị bao vây như vậy đã được bao nhiêu ngày rồi? Em thấy là những ngày hôm nay là cũng là cũng 11 ngày đấy, sang từ ngày 23 thì có thêm một Một ngày ngày thuốc nữa. nữa. Cái thời gian điều trị chúng ta cũng khá là dài đúng không? Ít nhất là qua được cái thời gian tác dụng của cái nếu mà kháng sinh điều trị hiệu quả nó phải được chứng minh rồi cho đến thời điểm này, để chúng ta vẫn chưa thấy hiệu quả đó. Bệnh nhân có được chỉ định làm tại cái virus HIV không? Bệnh nhân có được chỉ định làm tại virus Là HIV do tài lượng ạ, hay là do tài liệu HIV đấy. do tài HIV? Em thấy chưa. Chưa được đâu. Ừ. Nội soi đại tràng có vấn đề gì không nhỉ? Thầy Siêu âm đấy thì là bình thường những bạn của em. đúng Vâng, siêu âm ở bụng của bệnh nhân bình thường. không? Ừ. Kết quả nội soi thì sao? Nội soi thì bệnh nhân có cái giãn tĩnh mạch trực tràng, cái loại là trĩ nội độ 2. Chỉ có giãn tĩnh mạch trực tràng thôi chứ không có tổn thương khác là trên đường tiêu hóa đúng Vâng, không? Để chúng ta có thể loại có. trừ được, chúng ta có loại trừ được căn nguyên là do cái tổn thương do u hay là do các cái tổn thương lao ruột. Cái này thì có thể cũng nghĩ đến cái MAC, bởi vì là bệnh nhân có cái tiền sử lao phổi kia, nên là bệnh nhân cũng có cái triệu chứng kiểu ở phổi đang ẩm rồi thì ho khạc Bệnh máu. nhân có sốt không Bệnh nhân không sốt. em? Cũng khá là rắc rối mà không hề đơn giản một chút nào cả. Ok, tạm thời chúng ta dừng lại cái phần này đã. Phần quay trở lại cái slide mà có cái tiền sử ấy. Tiền sử của bệnh nhân. Ok, bạn đã khai thác khá là đầy đủ các cái thông tin liên quan đến tiền sử bệnh, về tiền sử điều trị, tiền sử gia đình, dịch tễ, khá là đầy đủ.
HIV mới có 13 năm, nghĩa là bệnh nhân bị lao phổi trước khi bị HIV phát hiện HIV. Vâng, đúng ạ. Bệnh nhân kể là bệnh nhân bị lao phổi từ cái năm 36 tuổi, từ lâu lâu lắm trước khi bệnh nhân bắt đầu sử dụng ma túy, thì sau đó là vài năm sau bệnh nhân phát hiện HIV. HIV, cái lao phổi xuất hiện sau. HIV ở cái thời điểm bệnh nhân phát hiện HIV thì nó phát hiện như thế nào, do có biến chủng cơ hội thì bệnh nhân viên hay là bệnh nhân được phát hiện một cách tình cờ? Cái này thì em cũng chưa khai thác rõ, nên là nhân bệnh nhân là bệnh nhân kể là bệnh nhân tiêm chích được vài năm thì là bệnh nhân đã biết là mình bị HIV, chắc Nhưng mà hỏi kỹ cho là cái thời điểm mà bệnh nhân phát hiện HIV là bệnh nhân phát hiện tình cờ trong một cái đợt khám bệnh hay là trong một cái hoàn cảnh khác, hay là bệnh nhân được phát hiện trong cái bệnh cảnh mà bệnh nhân có những chủng cơ hội phải vào viện điều trị, nó sẽ khác nhau đúng không? Nếu chúng ta biết là HIV mà chúng ta điều trị càng sớm, phát hiện càng sớm, điều trị càng sớm thì cái tiên lượng sống hay là cái chất lượng cuộc sống sau đó của bệnh nhân thường rất là tốt. Và bệnh nhân mà đã đến với chúng ta giai đoạn muộn, có các cái nhiễm trùng cơ hội hay là có các cái vấn đề khác về các lâm sàng hơn, thì cái việc khởi động trị, cái việc cải thiện chất lượng cuộc sống nó sẽ không thể đạt được giống như những bệnh nhân mà khởi động điều trị sớm. Cái này nó có phần để cho chúng ta dẫn cái tiên lượng bệnh. Đó, bạn nhìn thấy trong cái công thức điều trị ARV của bệnh nhân dùng 13 năm đó, có tenofovir, có lamivudine và có dolutegravir. Thực ra cái này có khả năng sẽ không chính xác lắm. Cái dolutegravir nó có ở Việt Nam cũng chỉ có khoảng từ 5 6 năm trở lại đây thôi. Còn nếu bệnh nhân mà được dùng cái phác đồ này 13 năm thì nó sẽ không hợp lý. Sẽ là cái sự để bệnh nhân. Dolutegravir nó được đưa vào Việt Nam trong khoảng năm 2010 năm 14 gì đó. Còn một cái mảng nữa rất là quan trọng của bệnh nhân này, đó là cái tình trạng viêm gan virus C. Mình thấy bệnh nhân này mới phát hiện đúng không? Được cách một tháng à? Dạ vâng. Bệnh nhân hiện tại còn dùng ma túy tĩnh mạch không? Ma túy bệnh nhân cai đấy ạ. Cai rồi mà một tháng gần đây mới phát hiện, về những cái đường lây có nghĩa có liên quan đến tiêm chích hay không? Có bởi vì là bệnh nhân kể là bệnh nhân dùng chung bơm kim tiêm tiêm chích ma Kim túy tiêm bệnh có nhân. thể thông thường theo như các cái khi mà chúng ta khảo sát các bệnh nhân HIV thì người ta sẽ phải quan tâm đến, thứ nhất là các cái bệnh lý nhiễm trùng hội, thứ hai là có đồng nhiễm viêm gan B hay B, C không. Thành ra khi bệnh nhân được phát hiện HIV thì đồng thời người ta sẽ làm các xét nghiệm đó luôn. Mà bệnh nhân gần đây được phát hiện viêm gan C có nghĩa là các cái lần tầm soát trước đây là bệnh nhân chưa được phát hiện ra nhiễm viêm gan virus C, và cái tình trạng nhiễm này lần này là mới mà cách đây có một tháng. Nhiều rằng bệnh nhân có còn các yếu tố nguy cơ bị nhiễm hay không đúng không ạ? Bệnh nhân có còn tiếp tục sử dụng ma túy tĩnh mạch hay không, bệnh nhân có tiếp tục có quan hệ tình dục không an toàn hay là quan hệ tình dục với những người có những cái nguồn lây khác hay không. Cái này mình phải tìm hiểu kỹ, bởi vì chúng ta biết rằng viêm gan virus C chúng ta có thể điều trị khỏi, nhưng nó có thể tái nhiễm đúng không ạ? Vâng. Bởi vì cái kháng thể nó không có khả năng bảo vệ. Nên khi mà chúng ta điều trị khỏi một đợt này thì nó hoàn toàn có thể nhiễm tái nhiễm vào một đợt khác nếu như chúng ta tiếp tục tiếp xúc với các nguồn lây có các nguy cơ phơi nhiễm. Cái này cần phải hỏi lại nữa xem là bệnh nhân còn cái yếu tố nguy cơ hay không, có còn sử dụng ma túy tĩnh mạch nữa hay không. Còn nếu như bệnh nhân mà bị viêm gan virus C từ cùng với cái đợt mà bệnh nhân HIV mà đến bây giờ chúng ta phát hiện thì đấy là lỗi của các cái đơn vị quản lý chăm sóc bệnh nhân mà không phát hiện được sớm. Bệnh nhân này có các biểu hiện gì của biến chứng của viêm gan virus C chưa? Bây bệnh nhân là
bệnh nhân là mình có một cái giãn tĩnh mạch trực tràng nữa. trực tràng cũng có thể do cái đó đúng không? Về chức năng gan thì sao? Chức năng gan của bệnh nhân thì bình thường, albumin, protein máu là trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân thì cũng chưa được làm những cái bilirubin, cả Như này men chưa gan của bệnh nhân thì vâng chưa được làm. mình nghe tăng nhiều Men gan thì tăng cũng nhiều nhưng mà có cái AST thì tăng nhiều hơn ALT. cả GGT đều tăng đúng, bệnh nhân mới được thay đổi phác đồ đã tăng với cái một tháng à. Vâng. Cho phác đồ liệu có gây ra tình trạng viêm gan đó hay không? Abacavir, lamivudine và efavirenz có gây ra tình trạng tăng viêm gan không? Trước mà bệnh nhân mà có cái chẩn đoán là viêm gan virus C hoặc B kèm theo và các viêm gan nói chung thì ta phải khảo sát xem là bệnh nhân có cái tiến triển sơ hóa hay chưa, có cái biến chứng hay chưa đúng không ạ? Và bệnh nhân này với cái phần trong bài án bạn thì mới chỉ trình bày là bệnh nhân có dương tính với HCV, HCV có tài liệu. có tài lượng thôi, còn chưa có cái các cái thăm dò khảo sát về tình trạng sơ hóa đúng không ạ? Sơ hóa. Vâng. Nên các biến chứng về ung thư hóa cũng chưa thấy. Này còn thiếu đúng không? Bây giờ chỉ định xét nghiệm làm thêm, cần làm thêm cái gì? Em thưa thầy là em sẽ làm thêm cái thứ nhất là cái fibroscan ấy, để đánh giá mức độ sơ hóa. Cái thứ hai nữa là đo đo lại cái tải lượng virus HIV HCV, thậm chí là chúng ta nếu có thể chúng ta làm luôn cả cái đếm siêu tế bào CD4 đúng không? bệnh nhân. Vâng, Còn gì nữa? Còn cần làm thêm gì nữa? Nội soi dạ dày thực quản, ok. Nên là nhưng mà bệnh nhân này được đánh giá sơ bộ ở tình trạng với các cái xét nghiệm sinh hóa mà chúng ta có thì bệnh nhân chưa có cái tình trạng sơ hóa đúng không ạ? Chưa tình trạng suy giảm chức năng tế bào gan. Thành ra là làm thêm 1 TT% nữa bởi vì bệnh nhân có cái tiểu cầu thấp có 87 g. à mình chưa chưa đọc này ký ở đây là có vấn đề thực sự cái tiểu cầu mình có 87 Vâng. đúng không, PT chưa làm nữa Vâng, TT cũng chưa có. ok nghĩa là toàn bộ các bộ xét nghiệm để khảo sát về tình trạng chức năng của men gan của gan mà chúng ta chưa làm được. Hôm trước Mình thì làm như thêm cả bạn hôm trước như bạn đã gửi cái bệnh án này bằng file Word rồi đúng không? đúng rồi, đúng rồi. Ok, mình có nói rằng là cái này có cái riêng về phần viêm gan C là chưa khảo sát được hết. Thì mình nói là để học lại sau mình vẫn chưa bổ sung được. Cái này chắc là trong khoa chưa làm hay là Trong khoa chưa chưa có. chưa có. Ừ. Có thể do cái tình trạng tiêu chảy của bệnh nhân chưa được kiểm soát thì các bác sĩ chưa muốn tầm soát thêm thứ khác đúng không? Nhưng mà có vấn đề đấy, bệnh nhân đã được soi đại tràng để chẩn đoán cái tiêu chảy và tiện cái phần soi chúng ta làm soi luôn được quả đúng không? Nhưng Làm thôi sao thì chưa sao được quả thì chưa. nhưng thôi thì sao cái soi dạ dày thực quản nó cũng chưa đặt ra cách quyết thiết ở đây mà chúng ta chưa thấy có cái dấu hiệu của cái hội chứng tăng áp lực tim mạch cửa đúng không? Nên nó chưa phải là cái chỉ định xét nghiệm quyết thiết hoàn toàn chúng ta có thể chỉ hoãn. Rồi, ok chúng ta có thể chỉ định làm thêm
protein này, các yếu tố đông máu, làm thêm Bilirubin. tyrosine, bilirubin của bệnh nhân, NH3, ure làm rồi đúng không? 9,8, nó có tăng ure này. Và có tăng huyết Nhưng là bệnh nhân này chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, các dữ kiện để chẩn đoán. Tất nhiên nó cũng sẽ không giúp, chúng ta cần phải chẩn đoán là cái giai đoạn của bệnh nhân hay là cái mức độ tổn thương gan ở mức mức độ nào đúng không, để dự đoán được cái tiến triển thì mình điều trị. Còn đối với bệnh nhân này khi mà kiểm soát được ổn định cái tình trạng tiêu chảy thì ta hoàn toàn có thể khởi động điều trị khám xe cho bệnh nhân. Bây giờ chúng ta biết là cái điều trị kháng virus viêm gan C nó bất kể ở thời điểm nào đó, kể cả cấp tính hay mãn tính là điều trị hết, không có chống chỉ định, trừ trường hợp là bệnh nhân không thể sử dụng thuốc thôi, có chống chỉ định với thuốc thôi, chứ còn điều trị thì chúng ta điều trị toàn bộ không phụ thuộc giai đoạn. Tại sao em chỉ định bệnh nhân này có chỉ định soi mắt nhỉ? cái này thì em cũng chưa khai thác kỹ, em nghĩ chắc là sẽ có cái cấu thấp như thế, cái này thì em cũng chưa tìm hiểu kỹ. Cấp độ thấp không phải là chỉ định việc soi đáy mắt. Có lẽ bệnh nhân có những cái mà bạn Lâm Anh có nói là bệnh nhân có nhìn mờ, có thể là đấy là cái lý do. Kết quả soi cho thấy là có xuất huyết dưới kết mạc thoái hóa đáy hắc mạc, liên quan đến tình trạng nhìn mờ của bệnh nhân, các bác sĩ cho đi kiểm tra. Bệnh nhân cũng được khảo sát lao, nhưng mà bệnh nhân vào với bệnh cảnh của một cái tiêu chảy mà không có sốt đúng không, chỉ có tiêu chảy không bị sốt, Không sốt. sốt không hề có dấu hiệu của hô hấp đúng không Hốt thì bệnh nhân có ho thông thắng, đây, có thể lý do chúng ta không nên bỏ qua cái việc là tầm soát cả những vấn đề hô hấp, đặc biệt là lao bệnh nhân, là những bệnh nhân có đã từng nhiễm lao và điều trị rồi. em bây giờ là bệnh nhân này, liệu mình có thể làm cái gọi là cái khởi động cái phác đồ gọi là dự phòng lao không? Không chưa nghe rõ câu hỏi. Em như này là bệnh nhân này mình có thể khởi động được cái phác đồ là dự phòng lao được chưa? Chúng ta chưa đặt ra, chúng ta chưa biết là cái, chúng ta chưa biết là cái tình trạng miễn dịch của bệnh nhân như thế nào. Đúng không? Cái phác đồ điều trị khởi động điều trị dự phòng lao nó dành cho những bệnh nhân thế nào? Bệnh nhân mà phác đồ điều trị dự phòng là những cái bệnh nhân mà không có lao trong giai đoạn cấp tính. Đúng rồi, ở giai đoạn miễn dịch như thế nào? Những người mà đang HIV mà đang dùng ARV À, về cụ thể cái mức CD4 bao nhiêu thì làm mới có chỉ định đúng không? Không phải chỉ định tất cả. CD4 bao nhiêu thì em cũng không rõ. Chưa chưa nắm được cái phần đó đúng không? Người ta sẽ chỉ định điều trị cho cái người ta điều trị dự phòng lao đối với những cái trường hợp mà nghi ngờ hay là có cái nguy cơ phơi nhiễm, hoặc là khi mà có cái điều trị ARV vẫn chưa đạt được cái mức độ ổn định. Với nhà chúng ta rất khó có thể khởi động cái điều trị dự phòng, bởi vì chúng ta chưa loại trừ được cái lao tiến triển, Lao đang thực hiện ta chưa loại trừ được, mình sẽ không đặt ra vấn đề điều trị dự phòng ở đây. Chúng ta biết là cái điều trị dự phòng là cái người ta điều trị với cái lao sơ nhiễm, là những người mà có vi khuẩn lao trong người nó chưa phát triển thành bệnh đúng không? vâng.
Mấy thầy cho em hỏi là tại Ừ. sao cái tiểu cầu bệnh nhân này lại thấp ấy? Vì theo như em để ý thì có vẻ như là những bệnh nhân xơ gan thì có cái tiểu cầu nó thấp như thế này, Đúng rồi, phải thường nó vì sẽ liên sao? quan đến tình trạng suy giảm chức năng tế bào gan. Về cái tình trạng tiểu cầu nó giảm ấy, nó có hai cần phải khảo sát hai lý do. Nó có thể giảm do giảm sinh đúng không, và giảm do tăng phá hủy. Tăng sử dụng. Tăng phá hủy ở đâu ạ? Đúng rồi, nó có thể là tăng giảm sinh tủy ý. Tăng phá hủy, tăng phá hủy ở các cái hệ thống lưới liên bóng nội mô, đó là cái nơi mà tiêu diệt các cái tiểu cầu có vấn đề, tiểu cầu có thể rào, tiểu cầu có cái bất thường hình thái. Hoặc là có một cái tình trạng suy giảm nữa, như chúng ta nhìn thấy là trong các cái bệnh lý về đông máu đúng không? Hoặc là có tình trạng xuất huyết, như trong sốt xuất huyết chẳng hạn, nó là cái nó gây suy giảm. Thì đấy, cái trường hợp suy giảm đấy là suy giảm do được huy động Tăng vào sử tăng tăng sử dụng, được huy động theo chức năng dụng. của nó. Thì đối với cái trường hợp mà xơ gan thì nó thường là liên quan đến tình trạng tăng hủy, do đến tình trạng cường lách. Ở đây bệnh nhân thì chúng ta cần phải khảo sát rất kỹ cái tình trạng xương hóa của bệnh nhân, để chúng ta có bắt đầu có một số cái dấu hiệu nghi ngờ về cái mức độ xương hóa rồi đúng không ạ? Ăn bên giảm, ăn mặc dù không giảm nhưng mà nó cũng không phải một cái dấu hiệu cho chúng ta có thể loại trừ được. Ta cũng phải đo đo mật độ gan, mức độ xơ hóa, làm lại các cái chức năng đông máu cho bệnh nhân, và thậm chí ta vẫn phải khảo sát cả tiến triển ung thư hóa bằng cách là làm AFP và tầm soát các cái biến đổi hình thái của gan đúng không? Nhớ chuẩn đoán về chuẩn đoán là bệnh nhân này, chúng ta có thể chuẩn đoán là nhiễm trùng HIV ra lâm sàng sớm. Cụ thể là có tiêu chảy kéo dài và về sút cân đúng không? Và có nhiễm trùng, có viêm gan virus C mãn tính và theo dõi xương hóa. Chúng ta nên đặt cái vấn đề về theo dõi xương hóa đây. Theo dõi nó hồi tái phát, nó phục tái phát cũng có thể đặt vào đoán này. Còn chuẩn đoán phân biệt viêm phổi PCP không đặt ra nhiều ở thời điểm này. Viêm phổi nhiễm vi khuẩn có thể nhưng mà không quá cao. Lao phổi chúng ta đã trên rồi đúng không? Ở đây khi nói về căn nguyên tiêu chảy cho HIV, ở phần đầu chúng ta đã bàn luận về cái căn nguyên có thể do nhiễm khuẩn, có thể do tổn thương ở bên trên đường tiêu hóa, hoặc là các cái rối loạn về chức năng gây ra rối loạn về nhu động. Còn một cái nhóm căn nguyên nữa đối với nhiễm HIV đó là sử dụng thuốc ARV, nó sẽ gây ra tiêu chảy. Mà thuốc ARV thường gây tiêu chảy nhất là các thuốc thuộc cái nhóm ức chế protease, ức chế protein và cái men protease. Cái nhóm đấy là cái nhóm mà gây tiêu chảy nhiều nhất. Người ta thấy rằng là có đến cái nhóm ARV, có người ta làm nghiên cứu giữa các cái nhóm, một nhóm sử dụng các thuốc nucleosid và non-nucleosid, và một nhóm khác sử dụng cái nhóm có kết hợp protease, thì ta thấy là cái tỷ lệ mà cái xuất hiện cái biến cố tiêu chảy là nó nhiều hơn so với cái nhóm mà sử dụng chỉ đơn thuần các cái nucleosid hoặc non-nucleosid. Và người ta thấy rằng là phần lớn nó xảy ra đối với các cái như chúng ta các cái nucleosid, xin lỗi, các cái men ức chế protease ở trong khoa chúng ta nhìn thấy, chúng ta chỉ thấy có ritonavir rồi lopinavir thôi. Chứ còn ngoài ra trong cái nhóm còn rất nhiều thuốc khác nữa, nó có itinavir rồi sakinavir rồi nenfinavir, amphenavir, nó có rất nhiều các thuốc nhóm khác. Như ở Việt Nam chúng ta gần như chúng ta chỉ thấy sự kết hợp giữa ritonavir và lopinavir.
Nhưng mà trong công thức đối với bệnh nhân thì chúng ta nhìn trong công thức của bệnh nhân không hề có protea đúng không ạ, không có chế protea, nhưng mà chúng ta cũng không thể loại trừ được rằng là liệu là có cái tiêu chảy do cái nông các cái nông nucleosid hay không, có hay là do các nucleosid hay không. Cụ thể bệnh nhân có sử dụng abacavir và nalbuphine. Nalbuphine là nó thường rất lành, nó là lành tính, nó rất là hiền đấy, gần như là rất ít gây tác dụng phụ, nhưng mà abacavir cũng có thể. Đấy, trong trường hợp chúng ta loại trừ hết tất cả các cái đến thời điểm bây giờ bệnh nhân đã điều trị bao vây với các kháng sinh rồi kháng nấm rồi điều trị đối với cái vi khuẩn kinh khí và điều trị cả amip, nhưng tất cả những nguyên nhân chúng ta có thể nghĩ đến trên một cái bệnh nhân có suy giảm miễn dịch mà chúng ta điều trị đến cả chục ngày mà không khỏi, chúng ta phải đặt câu hỏi nếu có liên quan đến thuốc ARV hay không. Cái này nó hơi trùng hợp mà bệnh nhân được thay cái phác đồ ARV cách đây đúng 1 tháng đúng không ạ, và tình trạng tiêu chảy của bệnh nhân kéo dài cũng gần 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 trùng cái thời điểm đó. Câu hỏi đặt ra liệu rằng có phải là do ARV hay không. Chúng ta có thể tạm thời loại trừ được căn nguyên do tổn thương ở tại đường tiêu hóa, mà chúng ta làm cái nội soi không thấy có cái các cái dấu hiệu tổn thương đúng không, nhưng còn cái nhóm căn nguyên là nhóm căn nguyên rối loạn chức năng chúng ta không tầm soát được đúng không, và nhóm căn nguyên khác là nhóm căn nguyên các cái tổn thương ở bên ngoài nó gây chèn ép vào đường tiêu hóa chúng ta cũng chưa khảo sát được. Vậy chúng ta có nếu có cần nên chụp thêm cắt lớp ổ bụng nữa không? Có Nên làm thêm cắt lớp ổ bụng nữa đúng không, để tìm xem là có tổn thương bên ngoài hệ tiêu hóa hay không, hay những tổn thương mà nó không chúng ta không quan sát ở bên phía trong của đường tiêu hóa khi mà nội soi, nhưng có thể có những tổn thương nó nằm phía bên ngoài bản thân cũng có thể trên đường tiêu hóa hoặc là các cái khu vực lân cận có liên quan đến hệ thống tiêu hóa nó có thể gây ra đúng không ạ. Hiện tại thì chúng ta phải khu trú được hai cái nhóm căn nguyên cần để nghĩ tới, thứ nhất là cái ARV nghiêm rằng nó có lại là căn nguyên tiêu chảy hay không, thứ hai chúng ta phải cần khảo sát thêm cho nó có cái các tổn thương ở bên ngoài cái đường ống tiêu hóa hay không. Với bệnh nhân này không có sốt, thành ra là tôi cũng không nghĩ nhiều đến những nhiễm khuẩn đâu. Bật tiếp cái phần tiên lượng đi. Cái slide có phần tiên lượng này. Tiên lượng này tôi đã nhắc các buổi trước đã học nhắc các bạn rồi, các bạn không nên đặt tiên lượng như thế này. Các bạn phải chỉ ra cụ thể các biến cố xảy ra trong thời gian gần và thời gian xa, chứ không nên chỉ để dè dặt trung bình hay là nặng nhẹ, nó không nói điều gì cả. Bạn đây chẩn đoán là tiên lượng nặng, nặng cụ thể cái gì? Bệnh nhân tử vong, bệnh nhân siêu hấp, bệnh nhân có nhiễm khuẩn này cả, đó là những cái nặng thường ý cụ thể là nặng là cái gì, nhưng không được tiên lượng một cách chung chung như vậy. Phòng bệnh tất nhiên là bệnh nhân sẽ có giáo dục điều trị về vật tuân thủ điều trị ARV một này, tuân thủ điều trị cái kháng virus viêm C nếu sau này chúng ta khởi động cho bệnh nhân này, về lịch tái khám định kỳ, nâng cao thể trạng dinh dưỡng, ok, uống nhiều nước. Cái quan trọng nữa là phòng bệnh, nữa là cái tầm soát cho các cái thành viên gia đình hay những người có liên quan đến bệnh nhân để phát hiện HIV, HCV, thậm chí cả viêm gan B, virus B nữa. Bệnh nhân này có được làm test với HBG không em? Bé là gì? Không có. Âm tính hay là không làm? Không làm ạ. Đây là người thiếu sót nữa này. Vậy chúng ta biết được ba con này như cùng nhau nó thành một bộ bộ ba đấy. Thì khi chúng ta đã làm con này nên làm con kia luôn. Đây một cái thiếu sót cần phải làm lại. Rồi chúng ta biết đây bệnh nhân sử dụng ma túy tĩnh mạch thì cái nguy cơ lây được cả ba con đấy là gần như là thời xảy ra đúng không ạ? Chúng ta không thể sót được. Chỉ định làm thêm HBG.
Rồi các bạn câu hỏi nào về ca này, câu hỏi gì về ca này, có hay có điểm gì chưa rõ không? Tất nhiên là ca này nó có nhiều thứ nó chưa rõ, nhưng mà sơ bộ chúng ta có thể đưa ra những cái hướng mà chúng ta đi tiếp như vậy các bạn. Các bạn có câu hỏi gì không? Sau khi rồi đúng không? Cô Phương đã lên gọi kia cho các bạn Chiều nay bọn em đi học thì cô Liên không ạ? Bọn em thi thứ ba, thứ tư, thứ năm. chưa? 3 thứ 5, 3 ngày cả. Dạ vâng. Hôm sau thì mình được về thành phố thì mình vẫn phải tuân thủ cách ly 1 tuần ở nhà, và đến ngày thứ sáu mới hết kìa. Thứ sáu mình mới hết cách ly ở nhà, nên là cũng chưa biết là sắp xếp bài thi như nào. Trong giờ mà không có người hỏi thì mình sẽ phải chấp nhận hỏi hỏi online thôi. Nguy cơ mình lây bệnh cho các bạn thì thấp thôi, nhưng mà bởi vì Hải Phòng hiện tại đang có khá nhiều ca bệnh và có rất nhiều ca F1 trong cộng đồng, chúng ta có nguy cơ bị lây bất cứ lúc nào. Mà tôi mà xuất hiện ở đó có một ca nào dương tính liên quan đến tôi, lại liên quan đến nhân viên y tế là khá là rắc rối, nên tôi sẽ không tiếp nhận được. Khả năng cao tôi sẽ hỏi trên online. Thầy, chiều nay bọn em đi học cô bảo là đọc về tiếng em gì, thầy có thể nói cho em luôn được không ạ? Sao mình chưa nghe rõ? À, dây CD virus không ạ? Mình chưa nghe rõ chỗ nào kìa. Mình vẫn chưa nghe câu hỏi của bạn. Em nhắn tin rồi ạ. Hội chứng hen à, hội chứng hen là hội chứng gì nhỉ? Nghe lại đấy. GC virus. Rồi, chuyện mình nhắn về chiều nay cô bảo bọn em đọc mà bọn em chưa tìm thấy nguồn là trong hoàn cảnh nào nhỉ? Các bạn cô nhắc đến trong hoàn cảnh nào? Có một cái bệnh nhân là cô nghi là có cái bệnh TMR ấy, viết tắt là TMR ấy. À, nếu người đó là viên ban chỉ đạo.
theo dõi viêm não do tốc số chưa loại trừ BMI nên cô hiểu tìm hiểu về hội chứng Handia. Thì có là virus nó gây cũng gây ra tình trạng chất cái đó chất trắng đau ở trên là virus JC đấy. Thì cái virus này nó sẽ gặp ở người có suy giảm miễn dịch. Nhưng để tìm hiểu về nó thì nó khá là phức tạp. Thì để cho để đọc kỹ về nó thì nó không phải là cái mục tiêu của các bạn. Đối với các bạn chỉ cần biết là nó có xuất hiện ở trong cái bệnh cảnh đó thôi, trong cái như là khi có một cái bệnh cảnh viêm não ở người suy giảm miễn dịch thì các bạn có thể liệt kê ra các nguyên nhân trong đó có cái virus, cái JC virus, chứ không nhất thiết là các bạn phải tìm hiểu về nó. Đặc điểm của nó là gây ra cái tình trạng viêm não chất trắng, như là cái viêm não nó chỉ là cái phần chất trắng mà nó có thường là viêm nhiều, thường người ta sẽ dùng nó để phân biệt với lại cái viêm não do tốc số plasma. Về chẩn đoán thì ta sẽ chẩn đoán dựa trên cụm từ thôi, cái hình ảnh cụm từ nó sẽ có những cái hình ảnh nó đặc trưng cho cái bệnh lý đó. Điều trị thì chúng ta không có thuốc để điều trị cả, với cái viêm não chất trắng đau thì nó không có thuốc điều trị. Tất nhiên là viêm não chất trắng thì bởi vì chúng ta biết cái phần chất trắng là phần thần kinh gì ạ? Mà nó có thể cho biết là cái phần chất trắng của chúng ta có vai trò là gì ạ? Truyền tín hiệu thần kinh. Nó là cái đường dây 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 thần kinh đúng không? Nó phần lớn là các đường dây thần kinh, khi mà có cái tổn thương não chất trắng não thì sẽ có cái biểu hiện bệnh cảnh, nó có các cái dấu hiệu thần kinh của chúng ở cái đường vận động của nó, là được dẫn truyền về cảm giác đấy. Còn về điều trị nó thì chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu đối với cái JC virus, nghĩa là chỉ có thể điều trị bằng cách là giảm thiểu các cái biến chứng nó gây ra. Và thường điều trị sau khi điều trị ARV bệnh nhân có tiến triển tốt, nó cũng sẽ giúp cái bệnh nhân thoái lui thôi chứ cũng không điều trị đặc hiệu. Mục tiêu đối với các bạn thì các bạn chỉ cần liệt kê được là có cái tổn thương do cái tổn thương viêm não chất trắng đau, cần phân biệt với lại viêm não tốc số và do virus tên là như vậy gây ra, thế là ok rồi, không có tìm hiểu sâu về nó làm gì. Các bạn có nguồn thì thực ra nếu mà các bạn tìm nguồn để học ấy, thì nó rất là khó. Thường chúng ta sẽ tìm theo nguồn bằng tiếng Anh và cái tên của cái hội chứng, cái tên của cái bệnh lý đó nó là như thế này, nó gọi là viêm não chất trắng đau tiến triển, tên đầy đủ của nó viêm não chất trắng đau tiến triển. Cái con virus đó thì người ta viết tắt là JC virus. Đây có một cái bài khá là tổng quát về cái bệnh này, tôi để gửi link cho các bạn xem. Các bạn có đọc được tiếng đọc được cái tên tiếng Anh chưa ạ? Đọc tốt chưa? Thử làm cái điều tra xem là lớp mình có những ai đọc được những ai có thể đọc được cả tiếng Anh thì like cái link này nha, link ở trên Zalo ấy. Những ai có thể đọc được
Đây, tài liệu nghe thì like một cái, còn những ai không đọc được thì có thể dùng được thứ khác. Mới có một bạn Vũ Hồng Ánh, còn ai nữa không ạ? Có bạn khóc rồi. Đúng là phải nên khóc ấy. Nếu chúng ta không đọc được tiếng Anh để tham khảo tài liệu thì chúng ta nên khóc. Đó là cái bài tổng quan, bài tổng quát về GC Bios. Các bạn có thể đọc được cái bài mà link tôi gửi ấy. Bài bài miễn phí, lấy thoải mái, có rất nhiều hình ảnh đẹp các thứ. Bốn người đọc được, bảy người đọc không. Hiện tại có 1/3 số người là không đọc được, còn 2/3 còn lại là không đọc được. Bây giờ có 19 người bỏ phiếu, vậy thì còn một nửa số còn lại đang ngủ à? Làm thử một khảo sát nhỏ nhỏ thôi. Cảm ơn bạn sử dụng biểu tượng khác, không rõ là cái gì. Ngạc nhiên chưa? Hiện tại thì đây chúng ta vẫn duy trì ổn định trong là 30% số người có thể đọc được tài liệu tiếng Anh. Rồi ok, sơ bộ như vậy, chúng ta có 1/3 số người có thể đọc được tài liệu tiếng Anh, còn phần còn lại thì phải khóc. Đúng là nên nên khóc. Sau này chúng ta biết rằng là các chương trình giảng dạy chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh rất là nhiều, và thậm chí là người ta sẽ tránh dịch tiếng Anh sang tiếng một ngôn ngữ khác để sử dụng tiếng Anh chung. Thành ra các bạn phải sẵn sàng như việc đó. Mà tôi cầm với các bạn là các bạn để tìm được các cái tài liệu một cách cập nhật nhất về vấn đề các bạn tìm ấy, mà các bạn tìm tiếng Việt ấy, thì các bạn sẽ đi chậm trong ít nhất là 3 năm. Còn nếu các bạn nào đọc được tiếng Anh thì các bạn có thể cập nhật ngay gần như tức thời, không khó đâu. Tập đọc không khó đâu, tiếng Anh thì không khó chút nào. Các bạn cứ tập đọc khoảng 1-2 bài thôi, các bạn sẽ bắt đầu có những từ mới thôi, gặp nó nhiều lần các bạn sẽ nhớ. Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành nó không hề khó chút nào cả, nó cực dễ. Tôi nói rất tệ, nếu tôi nói tiếng Pháp thì tôi không nói tiếng Anh, nhưng tôi đọc tiếng Anh được, đọc và viết tôi làm được, nhưng mà nói rất là tệ, chúng tôi quen nói tiếng Pháp rồi. Đó là cái bài liên quan đến GC Virus, bạn đọc qua cái link đó, trong nó có rất nhiều hình ảnh minh họa rất là đẹp. Mọi người thấy cái thông tin nói tóm lại là một cái bệnh lý viêm não chất trắng đau thường gặp ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, có thể suy giảm miễn dịch cho HIV nhá, có thể suy giảm miễn dịch cho các nguyên khác do điều trị ức chế miễn dịch, do suy giảm miễn dịch bẩm sinh nó có thể gặp phải, thậm chí nó cũng có thể gặp ở những cái người mà có tình trạng miễn dịch không suy giảm, nhưng mà cái số nó ít thôi. Rồi các bạn có câu hỏi nào khác không ạ?
Thưa thầy là thầy ơi, bọn em muốn xin thầy học ca lâm sàng COVID với cả mấy bài mà không có bệnh nhân nằm trên khoa. Mình còn là bài các bạn bài COVID hôm trước mình có học một môn, có nói rằng mình ở bên này mình sẽ dạy bài COVID cho các bạn, nhưng mình chưa chuẩn bị các bạn, mình đã chuẩn bị rồi nhưng nó chưa xong. Thế là mình sẽ thống nhất là mấy học được nhỉ? COVID các bạn học để biết thứ luôn, mình thi cho thứ bảy đi và chủ nhật đúng không ạ? chủ nhật mình đi trực, chủ nhật mình phải trực ở khoa. Tại cái tuần này cũng xong chứ hơi nhiều, trực gần như là hai buổi trực một lần. Bệnh nhân hiện nay đang nhiều, nhân đông, cái không tăng không ngừng luôn. Đang có một số ổ dịch khá phức tạp, ổ dịch ở Tiên Lãng, ổ dịch ở Dương Kinh, nó khá là rắc rối, mình phải mất thời gian trực nhiều. Chủ nhật thì hơi khó, mình trực ngày hôm đấy, mình tất nhiên là đâu có những kỷ niệm rắc rối, nhưng mình không chắc chắn để có thời gian dành thời gian toàn bộ cho các bạn được, nên tránh buổi mình trực đi. Các bạn học vào thứ hai được không? Thứ hai như của bạn bốc bệnh án rồi thế ạ. Thứ hai có bệnh án rồi ạ. Vậy thì rồi ok, mình sẽ cố gắng sắp xếp vào chủ nhật có thể mình sẽ đặt cái việc khác vào ban ngày, buổi tối hoặc buổi chiều. Ngày chủ nhật tầm nào học ở nhỉ? Thầy cứ chắc chủ nhật các bạn đều được nghỉ, thầy cứ xếp vào cả ngày lúc mà thầy dạy thì bọn em được ạ. Mỗi buổi chiều chủ nhật nhé. Chiều nhật học Vâng ạ. từ 3 giờ chiều đi nhé, 3 giờ chiều cho nó thoải mái. Mình chỉ mất khoảng 2 tiếng thôi. Đối với COVID thì các bạn học để biết thôi, nên học cái này nên học. Còn các cái bài giảng mà không có ca bệnh lâm sàng ở trên khoa thì các bạn không phải đi lâm sàng, các bạn không nhất thiết phải học cái đó. Mình còn nói gì nữa không nhỉ? May quá, các bạn nhớ là mình còn nói bài COVID không ơi, mình quên mất.